Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 8 tháng 9 đến 6 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 4 ca dương tính mới được ghi nhận tại huyện Mỏ Cày Nam. Cụ thể, xã An Thạnh 1 ca, xã Đa Phước Hội 2 ca, xã Thành Thế A 1 ca. Tất cả các trường hợp dương tính mới trong 12 giờ qua đều ghi nhận trong các khu cách ly. Tổng số ca dương tính toàn tỉnh 1.805 ca, tổng số ca ra viện 1.500 ca, tổng số ca tử vong 45 ca. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch là an toàn cho bản thân, an toàn cho cộng đồng.